Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hà Nội Computer. Ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ không đánh giá cho các bạn một sản phẩm nào hết, nhưng mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chương trình khuyến mãi rất là hấp dẫn mà Hà Nội Computer dành tặng tới cho các bạn. Đây chính là chương trình khuyến mãi mua combo lãi không tưởng. Có cách nào không phải tự build mà vẫn có PC chơi game ngon giá rẻ không nhỉ? Có đấy, vừa rẻ vừa ngon luôn là đằng khác. Nếu như các bạn là một game thủ có hồng bao không quá lớn nhưng vẫn muốn mua một bộ PC để chiến game mượt thì hãy tới ngay Hà Nội Computer để mua ngay một bộ PC HNC Professional Gaming với nhiều tên mã khác nhau như là P1, P2, P3 và mức giá trải dài chỉ từ 7 triệu cho tới 20 triệu đồng, được xây dựng bằng những linh kiện được chọn lọc cũng như là tối ưu nhất dành cho các bạn. Các bạn có thể thỏa sức lựa chọn và chiến game một cách mượt mà nhất có thể. Hãy tới ngay showroom gần nhất của Hà Nội Computer để mua ngay một bộ PC gaming về với mức giá chỉ từ 7 triệu đồng mà thôi. Mình có thể giải thích một cách ngắn gọn, đây chính là khi các bạn mua những combo mà Hà Nội Computer đã thiết lập sẵn thì các bạn sẽ được giảm giá rất là sâu và đúng như tên gọi của chương trình, đây chính là lãi không tưởng. Có những combo các bạn sẽ được giảm giá đến gần 50%. Chi tiết hơn những combo này thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video. Các bạn có thể click vào đấy để tìm mua cho mình một combo thích hợp nhất. Trong video này mình sẽ liệt kê ra cho các bạn một vài combo nổi bật nhất mà chắc các bạn sẽ cần đấy. Ngay khi mở danh sách combo lên, các bạn sẽ thấy combo đầu tiên cũng chính là một trong những combo rất là nổi bật mà mình muốn dành tới cho các bạn. Nó sẽ bao gồm 3 sản phẩm, đấy chính là chuột chơi game Airblue MS667 RGB, USB 16GB và patch chuột. Nhìn vào giá các bạn có thể thấy là mặc dù là 3 món nhưng giá của nó chỉ nhỉnh hơn mua mỗi chuột là 10.000. Bây giờ các bạn mua chuột gaming nhưng mà các bạn chỉ cần bỏ thêm 10.000 nữa là các bạn đã có một chiếc USB 16GB và một chiếc pad chuột rồi. Tiếp theo là một combo chuột và bàn phím chơi game dành cho những game thủ có hầu bao khá là hạn chế. Đấy chính là combo bàn phím Fulen G500S và chuột chơi game Fulen CO300S. Nếu như các bạn mua lẻ từng cái thì mức giá của các bạn sẽ phải bỏ ra là gần 1 triệu đồng. Nhưng nếu như các bạn mua cả combo thì các bạn sẽ chỉ phải bỏ ra là 589.000 đồng mà thôi. Ví dụ như là khi các bạn đã dồn quá nhiều tiền vào bộ PC rồi và thiếu mất tiền để mua gear thì đây sẽ là một combo rất là đáng để lựa chọn cho nhu cầu chơi game. Với combo lúc nãy thì đúng là nó rất ngon so với tầm giá đấy thật. Nhưng mà nếu như các bạn không thích bàn phím cao su thông thường mà các bạn lại thích bàn phím cơ thì sao? Tất nhiên vẫn sẽ có một combo thỏa mãn nhu cầu đấy của các bạn. Các bạn chỉ cần bỏ ra là 900.000, các bạn đã có được một bộ bàn phím cơ Fulen M87S RGB này, rồi chuột chơi game Fulen CO300S và pet chuột AK Racing. Nếu như các bạn mua lẻ từng sản phẩm thì mức giá của các bạn chắc chắn là sẽ phải gần 1 triệu rưỡi cơ. Nhưng bây giờ các bạn sẽ chỉ cần bỏ ra là 900.000 là đã có đầy đủ bàn phím cơ, chuột chơi game và rồi cả pet chuột nữa. Kết thúc về gear đi, nếu như các bạn đang có nhu cầu build máy thì sẽ có combo nào ngon dành cho các bạn không? Thì đương nhiên là sẽ có rồi. Ví dụ như là combo số 11, các bạn sẽ có thể mua được cả vỏ cây Sama Warlock. Mặt trước là trong suốt, mặt bên hông là kính cường lực. Các bạn có thể tha hồ sâu ra những linh kiện ở bên trong. Và bộ nguồn Addison Venus 500W dư sức cân cấu hình GTX 1060 và i5 8400 mà các bạn sẽ phải chỉ bỏ ra là 1,2 triệu đồng. Và cuối cùng, một combo mà mình muốn giới thiệu tới các bạn đấy chính là combo RAM 4GB DDR4 bớt 2400 và ổ cứng ED KingPad dung lượng 120GB và pad chuột, chỉ có mức giá là 1,8 triệu đồng, nó rẻ hơn tận 15%. Thông thường với mức giá như thế này thì các bạn sẽ không bao giờ mua được một combo như vậy. Nhưng mà ai đang có nhu cầu build một hệ thống PC giá rẻ thì đây sẽ là một sự lựa chọn rất là đáng để các bạn cân nhắc. Những combo mà mình vừa giới thiệu vừa rồi cho các bạn là rất là ngon đúng không? Nhưng mà chưa hết đâu, vẫn còn rất nhiều combo nữa dành cho các bạn. Ví dụ như là bộ phần mềm diệt virus này, rồi là router wifi, tản nhiệt laptop, loa máy tính và rất rất nhiều nữa. Thông tin chi tiết thì mình đang để ở dưới phần mô tả của video, các bạn có thể click vào đấy. Mọi thắc mắc của các bạn về chương trình khuyến mãi này, các bạn có thể comment ở phía bên dưới hoặc là các bạn inbox cho fanpage của Hà Nội Computer. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.